hướng đây. Cứ mở, mở ra tiền ra. Sử Văn Định cũng chết người đó. Lấy hết tiền ra. Đừng mà, đừng mà, đừng mà. Một tiếng đồng hồ trước, một người đàn ông đã lên chiếc xe du lịch đang dừng ở quận Loan Tể. Trong tay người đàn ông này cầm khẩu súng bắn đinh công nghiệp, uy hiếp mười mấy vị du khách ở trên xe. Tài xế xe buýt đã bị người đàn ông này dùng súng bắn đinh bắn trọng thương. Phía cảnh sát đã bao vây hiện trường. Phòng cấp cứu mới báo, phía cảnh sát yêu cầu bên thành bắt chúng ta cho người đến hiện trường chiếc xe buýt bị uy hiếp. Cứu chữa nạn nhân bị súng bắn đinh bắn. Anh Sam nhờ khoa ngoại làm việc chúng ta điều hai bác sĩ tới đó. Hugo với cậu Huy đều đang bận phẫu thuật rồi. Vậy à? Vậy để tôi đi. Rachel đi chung luôn đi. Có phụ nữ ở đó, nghi phạm sẽ không đến nỗi dè chừng. Có vấn đề gì? Không có gì. Hey, Rachel, thả lỏng đi, ok. Chút nữa đừng lên tiếng gì hết. Có gì để tôi với Đường Minh giải quyết là được rồi, ok. Đường Minh, sao anh phải đi vậy? Hugo đâu? Hugo đang bận phẫu thuật. Hơn nữa vết thương của nạn nhân tại hiện trường ra sao vẫn chưa có ai biết. Anh đi chắc ăn hơn. Nghi phạm có vũ khí, cẩn thận đó. Nhưng còn Vincent, có phải Vincent cũng nên cẩn thận đúng không? Anh trông chừng Rachel đó. Hey, tôi cũng yêu cô đó. Yên tâm, chúng tôi là bác sĩ của bên thành Bắc. Tình hình thế nào rồi? Anh ta đang giam giữ 14 vị du khách ở trên xe. Người bị súng bắn có thể chính là tài xế chiếc xe buýt. Vừa rồi chuyên gia đàm phán vừa mới tiếp cận chiếc xe. Có thể nạn nhân đã bị hôn mê, vùng ngực đang chảy máu rất nhiều. Có còn ai khác bị thương trên xe nữa không? Chúng tôi cũng không dám khẳng định. Hắn không chịu cho chúng tôi lên xe, cũng không chịu giao nạn nhân cho chúng tôi đưa tới bệnh viện. Chỉ đồng ý cho nhân viên y tế lên xe giúp cứu chữa cho nạn nhân thôi. Nạn nhân bị súng bắn đinh bắn được gần một tiếng rồi. Vấn đề xuất huyết có thể đã rất nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ lên xe buýt giúp nạn nhân cầm máu, đồng khuyên nghi phạm cho chúng tôi đưa nạn nhân tới bệnh viện để cứu chữa. Cảm ơn các vị. Chuẩn bị áo chống nạn cho ba vị bác sĩ đi. Được. Chúng tôi là bác sĩ, muốn xem thử nạn nhân. Và anh vô lòng mở cửa cho chúng tôi. Bác sĩ à, anh cần báo cho anh ấy đi. Tôi còn muốn anh chết. Tôi còn có ý đồ. Anh ơi, mạch rất yếu, đồng tử không phản ứng, chỉ số hôn mê là 5. Phổi bên trong có nhiều tạp âm, cơ thể đinh đã làm rách lá phổi rồi, ảnh hưởng tới hô hấp. Phải truyền máu cho nãy ngày, không thể để huyết áp tiếp tục hạ nữa. Tôi không định làm lớn chuyện vậy đâu, nhưng tôi không kiếm được tiền, không đứa nào giận tôi. Với người bạn tôi có thể mượn tiền, tôi đã dạy mượn hết rồi. Mạch vẫn còn yếu lắm, xem ra tình trạng xuất huyết đang rất nghiêm trọng, phải đưa anh ấy tới bệnh viện đi. Anh trai, dùng của y tế trong tay chúng tôi không thể cứu anh ấy được. Nếu anh còn muốn anh ấy chết, cho chúng tôi đưa anh về bệnh viện đi. Không được, không ai đường nào có đây. Nếu không tôi cho chết giùm đó, không ai được đi hết. Ok, chúng tôi còn về bệnh viện. Các ông dẫn lưu bằng phổi, dẫn máu ra đi. Huyết áp vẫn chưa lên, mỗi người cầm máu thôi. Tại đây hả? Lấy gạt Rachel, tập trung đi.
cái bánh miệng. Tim. Em thấy chưa? Đinh ghim sâu lắm, gấp không được. Có cần mở rộng thêm chút nữa không? Không cần, tôi nhìn thấy rồi. Gấp được rồi. Rachel, tìm tìm mạch máu. Mạch cuối cùng rồi. Huyết áp 90/64 vẫn chưa ổn định. Anh trai, chúng tôi đã tạm giúp anh ấy cầm máu rồi. Không tính máu tụ ra khỏi khoang ngực, nhưng tình trạng này không thể để được lâu đâu. Nếu anh không muốn anh ấy chết ở đây, cho chúng tôi đưa anh ấy về bệnh viện trước đi. Không được, nếu tôi không tốt được thì không ai được đời khỏi chỗ này. Hả? Làm sao đây? Không thoát được hả? Ba ơi nghe điện thoại, 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 ba ơi nghe điện thoại. Mà hình như là vợ gọi. Ba ơi nghe điện thoại. Chứ giờ anh ấy lo cho anh ấy lắm. Ủa anh trai, nghe vậy chứ anh có vợ con rồi chứ hả? Tôi với vợ tôi ly dị rồi. Con trai đang học tiểu học, cả năm chưa gặp một lần nữa. Hay là về đi, anh cho chúng tôi đưa nạn nhân tới bệnh viện đi. Anh không muốn con trai của anh biết ba của mình chính là hung thủ giết người mà, đúng không? Anh thả hết mọi người đi, tôi sẽ nói với cảnh sát cho anh gọi một cuộc gọi. Anh nói cả năm không được gặp con mình mà, không muốn nói chuyện với con mình sao? Anh đưa tài xế tới bệnh viện đi. Những người khác xuống xe. Cẩn thận, cẩn thận đó. Cẩn thận, cẩn thận. Đem băng ca tới đi.